lưng lo rồi không đi rồi không đâu. Nó cây cọc tự nhiên có nằm bụng lưng ha, không biết nó nào ở đâu cũng có mọc hết mà chị, đâu cũng mọc được hết, mông chi mông còn mọc mà chi lưng không khác nào cái lưng đi thôi. Đó là cái là nhiều người họ còn mọc mông nữa, cây cọc này chồng câu nó mới học được đó kìa, không bị khác nữa. Thở lỏng ra ơi, đừng có nhau đẹp, thở lỏng ra bình thường. Nói xong thả người xuống lại, dòng mày lại đó. Dòng cũng đau đó, đau hơn đó. Lào đó mới đi. Nước hơn. Mình cũng là bác sĩ rồi chứ bộ bây. Ừ, đúng rồi nha. Bác sĩ nằm đây cứ dẫn dễ cho ai điều trị được mấy cái này. Bác sĩ da liễu. Mim. Không nhau rồi, nằm im nha. Nhau là đâm nó trật tim nó là đau. Mệt già đây mình đi lát của đi. Mẹ nó chỉ thích nhìn vậy mà. Nhưng mà có bà đó bên nó nó đỡ gồng nè, nó khỏe hơn, không có ăn gồng mà thôi. Đau quá. Chị mới vô nạn mà đau. Để cái mạc về đây. Ai mấy hồng mụn này vẫn dài hết rồi thì. Được. Không nạn là cũng như hoa toàn hương với mút ruồi. Toàn hương chi, rủa luôn với toàn hương chi nữa. Mua tinh thành buồn ngủ là thành rủa nè. Xèo rủa. Máu nạn mà đau. Chưa chi hết mà đau chị. Đi chưa được Chưa mình ngủ luôn. Mới nặng mới học bộ giò đó. Mới học bộ mà chưa nặng. Chưa có mặt luôn mà bảy hết. Chúng ta chưa học thôi mình tính. Chưa tới 1 tiếng. Trông cái gì vậy mà nàng một khách mà nàng hơi tí không có đám cửa rồi chứ lộn gì nữa. Ấy là lao với có người bệnh nhân nè. Nó lao máy của người ta. À, mà lao nặng 2 tiếng chị. Ấy là gì có nhiều bệnh nhân. Nhưng mà cũng không nặng. 100 ngàn mà ngồi 2 tiếng đồng hồ. Ấy là sẵn nhiều bệnh nhân. Hồi trước kia mà nặng hết cái mặt mà nguyên một cái mặt mà nó như mà nặng hết sạch mà ngu mà chưa lấy 500 đó. 500 bé đó. Nếu thì con nó chịu đau cũng giỏi quá anh. Chứ chuyện ở Sài Gòn ra mà. Thì vậy nó mới chịu đau giỏi chứ nhiều người có ở Mỹ cũng chịu thôi chứ. Chịu đó. Nhiều người có ở Mỹ mà chịu đau không được cũng chịu. Con bé nó giỏi nào nó làm chịu đi lần đầu tiên á. Cái mặt nó ngồi nặng sạch luôn cái mặt nó để cho nó đi Sài Gòn lại. Ra mà tôi không nặng như đây chừng 3 ngày tôi lại chứ không coi một phần con nó là mụn ngắn hết chứ mụn lì nghe giỏi cô đi chắc con phải bò thốt mà đi lần phải không cô một đào nữa cô đi là phải mua đi từng một ngâm dùng kem biết chứ ta mà nó mãi không trở đi mặt cây con chị con dẫn đi dẫn thôi. Ba mẹ cái gì? Ba mẹ đâu? Cái gì? Về ở với bà. Bà. À, ở với bà. Ủa em là tiếng gì của chị Văn? Cháu của chồng chị Văn hả? Ừ. Ở bên chú lóc tay luôn á hả? Bởi cái chuyện đi vậy mà con ở với mẹ thì được chăm nhiều, còn ở với ba đàn ông họ cũng xui xát lắm. Đi họ chăm mang tâm hợp nhưng mà họ không có chăm tỉ mỉ như thế này.
không một mình em á hả cô? Cái này là một tuần là con có xin tiền ba con đi một lần con ai chỉ để hư cái mặt ổn lắm hỉ, bạn gái chê đó. Chị Vân đi đó, đi theo chị Vân. Bạn cơm cá mà. Đó là ba nó không có bồ, không có chưa có vợ bé chứ có đâu đâu bọn hết đâu bây giờ. Ừ, có cưới rồi. Cưới lại rồi hả? Thương lắm. Thương em hả? Ừ. Cái trong từ thì vậy á. Có em chưa? Có em không? Không có à. Thì nói bà gì đó dắt đi. Dì gã hồi xưa đi ngót cái dì gã mà dì lên đâu mà. Cái mẹ ngáy kêu dì gã ngáy kia quá đi. Giờ đâu có dì gã đâu. Trời vẫn thương ngáy nhau. Giờ ai làm thương hết. Trời mà lên đâu mà con chồng bánh chết cũng như đúng không. Hồi xưa dì gã nhớ nè. Dạ thương nó hồi sao mới là dì gã như giờ. Thương nó thì sao này dọa lo lẹ cho chứ. Biết là trừ là công đẻ, công bàn, công nuôi, công dưỡng. Đúng rồi. Con chồng con vợ với giờ dễ gì để đứa con đâu. Giờ khó đẻ mà. Thôi họ có công đẻ mình có công nuôi. Mấy đứa đi tính gì thương nữa là được. Nói chung mượn tiền thì đứa trẻ nó ngoan thì được chứ mình nên thân động chứ. Cháu học mấy rồi con? Ừ, 9. 9 là cao rồi. Một tuần mà con có xin tiền bao đi lần cho đĩa hơn với trong nhà. Mà chở gần mà cô đi Grab thì chưa Grab chắc mười mấy rồi mấy xe máy gì chứ mà điên mà gần mà lót tay qua đây gần mà em đi Grab qua ừ đi chỗ đâu vậy trời à cảm ơn bút Grab đi cho hết muộn chứ em chờ cô chi của em chở đi thì biết khi mua cô nó đâu có nhiều muộn nữa phải nhiều lên một đi một lần còn không chờ mẹ cho hết rồi thêm tiền cũng được trả thêm tiền cũng được còn tuần sau mình mất trong buổi phải đi tuần cái mặt đây là cái tầm là nó dùng kem nữa kia không dùng kem thăm hết trơn mua kem với là mua bình thuốc sắc sẹo đo điện thuốc á mua cái bình nhựa nhựa của Mỹ của đồ đồ đắt đắt tiền á còn như 300 nó tích đó mấy đứa lên vậy tự nhiên mình thấy thương chứ sao thương thiếu gì hết một bé của người cha vừa vậy giờ cha mẹ sống mà vừa đi mà thưa thà đứa rất cho khỏe con ở nhau cãi mấy con cùng mày nhưng mà cha bạn thiếu nên nay chị đi ngồi lại để đi thấy con thì nó tội thì mình chăm nhắn luôn. Nay công ty mà thấy mấy người công ty mà thương ghét nó giống như là giống như thiếu tình cảm lắm luôn, không quý gì. Con bé nó là mấy khách sạn gì đó. Nhà nó một đứa gái mấy. Ba mẹ kiểu gây gỗ khoan đó. Cái hai người cứ chơi sống vì con rồi con, cái hai người đi di trách đi, đừng có vì ai. Không ở được thì cứ đi gì chứ cứ bị hắn nhà gây gỗ miết hắn mệt á vì ra cũng cha thì vẫn là ba thôi còn mẹ không ăn mẹ bình thường không có nhiều người họ lấy vậy nhưng mà con kế họ vẫn đưa đó đi học tiền mà họ vẫn trả tết con để đi qua đi lại hai người thương con kìa còn trường hợp mình đi bị bỏ luôn á con nó tới này mẹ cậu mấy có cái gì gửi bên đây luôn thằng ơi thằng nói gì mặt em đắp sau mặt hắn thế là gỡ thì gỡ hết luôn á ba cái đó Thank you.
thì mới hôm đầu tiên con cũng hình như gần như